Đấy, cái câu quen thuộc nhỉ. Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhá. Đúng câu quen thuộc chưa? Đấy, hôm nay là có ông Anh ở trong cứ rút ra rủ chung đàn vịt. Thì cũng cố gắng ở đây là ở mình là gọi là vùng chiêm trũng cho nên là nuôi vịt là vịt cũng nhanh lớn lắm mọi người. Đấy, có mấy anh em ở đây chia sẻ lên quay chơi chia sẻ lên YouTube nhỉ. Thợ vườn là tuyên bố là nghỉ không làm YouTube nữa, quay về chăn vịt với mình mọi người nhá. Đấy, là tuyên bố với mình rồi, là không làm kênh nữa. Tuyên bố thẳng là nghỉ về chăn vịt. Đấy. À, anh xem nào, giao lưu với các bạn khán giả tí nhỉ. Mời anh em nhá. Trực tiếp. Đâu. Quay để chia sẻ lên YouTube thôi. Trực tiếp làm gì? Trực tiếp được mà. Giao lưu. Không. Không trực tiếp. Quay vào quay ăn uống đi được. Quay tầm khoảng độ 1-2 phút đăng lên thôi chứ. Đấy, ăn đi được. Chỉ vào nhìn trẻ hơn trên trên đấy nhỉ. Nó trẻ gì mới dọn dẹp vậy đấy. Vừa dọn dẹp đấy. Cũng cụ cả đấy. Thầm vườn chào cả nhà nhá. Thôi mình mời tất cả mọi người nhá. Đấy, mình làm miếng mọi người nghe câu đúng mẹ bà Tần lắm. Bà già quá kéo. Ông già 70 tuổi. Ông già 70 tuổi xem cũng phải chào các cháu, cũng phải các cháu làm nào. Ông già 70 tuổi ông xem. Hay là bà chào luôn. Nói chung là vượt nghìn cây số, hơn nghìn cây số lên đây ăn miếng thịt gà cũng thấy ngon. Đây người. Quay này lúc rồi xem đào đấy ạ. Ừ. Khoai cây mai đào đấy ạ. Ừ, khoai cây mai đồng. Mai đồng. Đây là gọi là chợ vườn về, gọi là anh em cố gắng là hùm vốn làm ăn chân khoảng độ 2 vạn. 2 vạn con anh em cố gắng làm 2 vạn con. Vạn đã. Không, mình gối luôn, vạn trước vạn sau anh. Gối luôn. Tức là tranh nhau 15 ngày thôi. Các bạn xem thấy hay như này chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình nhá. Đấy, còn kia là cậu em vượt rừng núi lên nhỉ, quê ở Hòa Bình. Dùng tiền rồi. Thấy bảo ở trên đấy uống rượu toàn bằng bát thôi à, không ai uống bằng cái ly nhỏ này đâu. Đấy, chỗ mình là toàn ly nhỏ thôi nhưng mà ở trên Hòa Bình là Tuấn uống bát thôi đấy. Anh thợ vườn anh bảo là hết đi, uống ngọt như nước mía. Như là mẹ em đang còn đi vay thêm mấy hơn triệu nữa kìa. Nên để uống rượu ngon đấy. Hơn 3 triệu thì ván mà. Đấy, hôm trước em gửi cho anh giống rượu này. Ừ. 3 triệu mấy, 3 triệu 4, 3 triệu 5 kìa. Có phải đúng lết thơm không? Có đúng thơm không? Gì? Thơm đấy. Yeah. Ừ, thế cầm em, tối em về lấy thôi. Còn không có đây, gì là, gì? Đây là nò gạch của anh thợ vườn đây. Đấy, đúc ra viên gạch đây. Cho em giới thiệu kênh YouTube đang... Đây, trừ luôn 203. Đây. Đây là kênh YouTube gì nhỉ? Visa Trung Quốc mà. À đây là visa, visa Trung Quốc, nếu mà mọi người cần làm visa sang Vũ Hán mà gọi là cứu trợ dịch virus nên sang đấy, thứ nhất là sang gọi là sang gọi là hỗ trợ rồi là thử virus xem thế nào thì mọi người liên hệ anh Tuấn Visa ấy, mọi người cứ liên hệ Tuấn Visa nhá. Còn anh này là anh là chợ xây nhỉ, ai mà liên quan đến ngành chợ xây thì cứ liên hệ với anh nhỉ. Công ty xây xôi khi đấy. Anh chuyên đập nhà phá cửa. Một kênh YouTube chuyên sửa chữa nhà từ Hà Nội, từ Hà Nội miền Bắc thôi nhá. Đấy. Người xúc. Đấy. Còn đây là cậu Tùng 5.000 mấy. Cậu Tùng Vlog nhỉ, ở nhà chuyên chăn lợn. Chuyên đi đi xúc rác về cho lợn. Kênh 10.000 nhưng mà kênh em đang. Rồi mình chia sẻ sơ qua một chút thôi nhá. Bây giờ là anh em mình là phải quẩy chắc là tầm khoảng độ 2 cái như này nữa là thôi là anh em mình nghỉ thôi nhỉ. Thôi. YouTuber hội ngộ. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.